Đây là thời điểm lực lượng công an khám xét trụ sở công ty cổ phần địa ốc Alibaba ở số 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, lúc rạng sáng 19 tháng 9 năm 2019. Lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm thùng tài liệu. Đồng thời, ông Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba và ông Nguyễn Thái Lĩnh, 30 tuổi, cũng bị áp giải lên xe công vụ. Như truyền hình Báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 18 tháng 9 năm 2019, trên đường Kha Vạn Cân gần trụ sở công ty Alibaba, hàng trăm cảnh sát cơ động đã dàn hàng ngang, phong tỏa, cấm tất cả các xe và người qua lại ra vào khu vực này. Bên trong trụ sở công ty này, hàng trăm nhân viên Alibaba bị cảnh sát giữ lại. Công an thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện cùng em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay trong đêm, các xe tải đã chạy vào bên trong chở những thùng cắt tông chứa tài liệu thu giữ tại công ty này đi. Đến 2 giờ cùng ngày, công tác khám xét kết thúc, các lực lượng nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Công ty Alibaba được ông Nguyễn Thái Luyện thành lập vào năm 2016 với số vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu đồng, gồm 5 thành viên. Thời gian đầu, công ty Alibaba làm môi giới nền đất nhỏ lẻ ở nhiều địa phương. Công ty Alibaba hiện gồm 3 cá nhân đứng tên là ông Nguyễn Thái Luyện, là chủ tịch hội đồng quản trị, chiếm 80% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Thái Lĩnh, em trai ông Luyện, là giám đốc kiêm đại diện pháp luật, chiếm 10%. Bà Võ Thị Thanh Mai, vợ ông Luyện, chiếm 10%. Ngoài Alibaba, ông Luyện còn có hàng loạt công ty khác. Những công ty này, ông Luyện đều giao cho anh em, người thân đứng tên pháp nhân. Ông Luyện thường khoe vốn điều lệ của công ty đã lên tới 5.600 tỷ đồng, hơn 2.500 nhân sự, triển khai 48 dự án, hơn 28.000 sản phẩm và công ty Alibaba đang là tập đoàn lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, thì các diện tích đất mà Alibaba quảng cáo thực chất đa phần là đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất. Hiện trạng phần lớn là đất trống, không có cơ sở hạ tầng. Đa số các khu đất mà công ty Alibaba giới thiệu là dự án đều là các khu đất bỏ hoang. Mặc dù vậy, công ty Alibaba vẫn tự nhận mình là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền, cam kết ra sổ đỏ thổ cư để bán cho khách hàng. Chính quyền các địa phương tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý cương quyết, thậm chí cưỡng chế đối với những dự án ma của Alibaba. Kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an cho thấy, công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên đã tự vẽ các dự án không có thật, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp phép cho làm dự án, nhưng đã huy động tiền của hàng ngàn khách hàng để chiếm đoạt.